Hello, xin chào anh em. Cảm ơn em đã quay trở lại với kênh YouTube của diễn đàn Trader Việt. Chúng ta đã nghỉ phân tích trong tuần trước và tuần này chúng ta đã quay lại và cùng nhau vạch ra kế hoạch giao dịch cho tuần tới đây. Mời anh em, chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước khi bắt đầu thì chúng ta review lại chút xíu những gì mà chúng ta đã nói ra cách đây 2 tuần. Đó là những cái kỳ vọng gì, những cái trading plan gì, những cái kế hoạch gì. Thì trước tiên chúng ta sẽ chỉ nhìn về cái USD Index là chỉ số để đo cái sức mạnh của đồng đô la so với đô la Mỹ đó, so với một số các đồng tiền khác trong một cái rổ chúng ta gọi là rổ tiền tệ. Thì nhìn vào chỉ số USD Index thì chúng ta sẽ biết được cái sức mạnh của đồng đô so như thế nào so với những cái đồng tiền chính yếu trên thế giới. Thì vào cái thời điểm mà chúng ta đã ngưng phân tích trước đó là cái thời điểm thứ 6 ngày 19 tháng 5, thì cái tuần tiếp theo đó thì chúng ta ngưng. Thì thứ 6 tuần 19 tháng 5 thì chúng ta kỳ vọng là có hai cái kịch bản. Thứ nhất là nếu có breakout lên phía trên này thì chúng ta sẽ để retest và sẽ canh đường mua lên. Ngược lại, nếu có cái breakout xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ để retest và chúng ta sẽ bán xuống. Thì chúng ta thấy cái nguyên nhân mà dẫn đến cái phân tích đó là vì chúng ta ở đây chúng ta có cái mô hình chúng ta gọi là inside bar, mô hình inside bar, một cái mô hình production mà trong đó cái thanh giá phía sau, một hoặc là nhiều thanh giá phía sau nó nằm lọt vào cái thanh giá phía trước. Thì ở đây là cái thanh giá hôm thứ 6 nó đã nằm lọt vào trong cái thanh giá của ngày thứ 5, thì đó là inside bar. Thì chúng ta thấy liền qua thứ 2, thứ 3 đó thì giá thì tiếp tục nằm ở trong cái inside bar này, và sau đó thứ 4 thì nó đã break lên phía trên và nó chạm vào một kháng cự phía trên và nó giảm xuống. Và vào cái thứ 6 tuần vừa rồi, thứ 6 tuần mới nhất này nè, thì nó đã có bật lên đúng như chúng ta kỳ vọng, là chúng ta có một cái tín hiệu giao dịch ở cái gọi là break và retest ở đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn xem cái view cho tuần tới là như thế nào. Như thường lệ chúng ta sẽ nhìn ở cái khung thời gian lớn hơn là khung thời gian tuần. Thì chúng ta thấy chúng ta có 3 tuần tăng giá liên tiếp dành cho USD Index, 3 tuần liên tiếp. Cái tuần vừa rồi của chúng ta thì chúng ta thấy nó là một tuần giảm giá, nó đã cắt đứt 3 tuần tăng giá liên tiếp này rồi, chặn đứng rồi. Nhưng mà cái tuần giảm giá tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là gì? Cái thanh giá giảm này thực ra nó có bóng dưới và nó đóng cửa 1/2 biên độ. Điều này cho thấy là gì? Nó có cái sức mua từ bên dưới. Hay nói cách khác, tuy là giảm nhưng mà ở đây nó vẫn chúng ta vẫn thấy có cái áp lực tăng giá ha. Và về mặt cấu trúc biểu đồ thì chúng ta có thể zoom out thì chúng ta thấy là gì? USD Index đang đi ngang ở trong cái đỉnh này và cái đáy này, đang đi ngang như thế này. Và để cái xu hướng tăng có thể quay lại thì chúng ta tốt nhất là chúng ta phải đợi một cú break lên trên cái vùng đỉnh này đã đi lên. Ngược lại, nếu chúng ta muốn tiếp diễn xu hướng giảm thì chúng ta phải đợi break out cái đáy này. Đó. Còn bây giờ đi trong cái đỉnh này và cái đáy này thì chúng ta đang có một vùng giá đi ngang, một vùng sideways, hay chúng ta gọi là một vùng tích lũy accumulation. Rồi, như vậy thì chúng ta nhắc lại là chúng ta đang chứng kiến 3 tuần tăng giá và tuần giảm giá vừa rồi thì mặc dù giảm nhưng mà vẫn có sức ép tăng giá như vậy ở trong cái khung thời gian ngắn hơn. Nếu chúng ta đi theo cái hướng tăng giá thì chúng ta sẽ có một chút lợi thế hơn so với là hướng giảm. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái khung thời gian ngắn hơn thì chúng ta thấy, chúng ta nhìn cái production ở cái hành vi giá ở khung thời gian này thì chúng ta thấy điều gì? Đó là vừa có một cú break out khỏi cái vùng tích lũy từ phía dưới này đã đi lên phía trên này, và chúng ta thấy luôn là cái nhịp tăng này có độ dốc rất là cao, nghĩa là gì? Nghĩa là cái lực đẩy ha của nó rất là mạnh, hay chúng ta gọi là cái động lực, động lượng
khi momentum của nó mạnh. Thì khi cái momentum của nó mạnh như vậy thì chúng ta kỳ vọng đã có sự tiếp diễn của cái khả năng tăng giá này. Đó, nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục chờ mua ở cái vùng phía dưới này. Vùng phía dưới này cho hôm nay mình sẽ clear cái này. Thì chúng ta đã thấy giá gần đi gần đủ mục tiêu giá rồi. Đó, chúng ta như vậy chủ đạo của chúng ta là sẽ chờ mua ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái kịch bản thòng ở phía dưới này, là nếu trường hợp giá nó bị đẩy về sâu xuống phía dưới này thì sao? Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là gì? Toàn bộ cái lực breakout tạo ở đây nó đã bị hấp thụ hết rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ bán nó trở lại trong trường hợp nó bị đẩy sâu xuống dưới đây và nó retest lên, nó bật lên, nó retest lại cái vùng PPZ này, thì lúc đó chúng ta sẽ chờ bán. Vì chúng ta đã thấy là gì? Nguyên cái lực đẩy này lên mạnh như vậy mà nó đã bị đẩy ngược lại trở xuống thì nó đã bị hấp thụ hết. Thì lúc đó cái cú breakout ngay đây sẽ trở thành một tín hiệu gọi là face break, phá vỡ giả, và lúc đó thì chúng ta sẽ chờ bán. Rồi, USD Index là như vậy. Rồi tới cậu vàng thì sao? Vàng thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta có tuần trước nữa thì chúng ta có hai cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất, nếu có một cú break sâu về 1.900 và hồi lên retest lại phía trên này thì chúng ta sẽ bán xuống. Ngược lại, nếu có cú break lên phía trên 2.000 và hồi xuống để retest thì chúng ta sẽ mua lên. Thì hai cái kịch bản này đều không thể kích hoạt, không thể trigger được, tại vì cái cú giảm ở cái tuần tiếp theo đó thì nó chỉ về tới 1.930 là hết, và cũng không có cú tăng nào lên phía trên 2.000 luôn. Như vậy thì là chúng ta đang có một cái giai đoạn đi ngang dành cho vàng. Rồi, như vậy là cái ý tưởng giao dịch cách đây 2 tuần của chúng ta đã không kích hoạt được. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào khung thời gian tuần để chúng ta xem. Tuần thì vàng có 3 tuần giảm giá liên tục, và tuần vừa rồi là tuần tăng giá, nhưng thực chất thì chúng ta thấy cái sức ép giảm giá vẫn còn với một cái bóng trên dài như thế này và vị trí đóng cửa cái thanh giá dưới 1/2 biên độ, thì điều đó cho thấy là gì? Chúng ta đang có một cái sức ép giảm dặn trên. Và nguyên cái giai đoạn này thì chúng ta đã nói với nhau trước đó là gì? Nguyên liên tục những cái bóng trên dài, những cái bóng trên dài đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống đó. Và khi chúng ta vàng thì chúng ta hay nói câu là look left to trade right đó, thì nhìn qua bên trái thì chúng ta thấy đây là những cái vùng đỉnh, và khi chạm vùng này thì nó đều có những cái điều chỉnh rất là sâu, ít ra là về như cái giai đoạn này chạm đây thì về tới 1.600, giai đoạn này chạm lại về tới cũng 1.600, đây là 1.680, đây về tới gần 1.615, gần 1.600 luôn, nghĩa là bét nhè gì thì cũng về tới dưới 1.700. Ở đây chúng ta đang có 1.948, và nếu mà chúng ta bị đẩy sâu xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy cái vùng này sẽ là vùng support đầu tiên mà đáng quan tâm, đó là vùng 1.800 đó. Thì quay lại chúng ta nói là về một chút xíu ở cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là gì? Vừa một có một nhịp giảm xuống, vừa một có một nhịp hồi lên và lại bị đẩy bật xuống. Như vậy thì vàng ở trong giai đoạn này đang chịu cái sức ép chặn trên, đó. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đợi bán ở khung thời gian thấp hơn thì chúng ta sẽ có một chút xíu lợi thế. Rồi chúng ta sẽ quay về khung thời gian ngắn hơn để chúng ta xem điều gì đang diễn ra trong cái hành vi giá. Hành vi giá thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ clear hết những thứ này đi. Đây. Thì chúng ta thấy là vàng nó vừa phá một cái swing low ở đây, nó break xuống dưới đây, như vậy nó đã tạo một cái lower high, nghĩa là chúng ta đang có một cái cú đảo chiều từ tăng sang giảm ở cái cấu trúc biểu đồ ở đây. Rồi như vậy, và chúng ta nhìn ở hai cái thanh giá mới nhất này thì chúng ta thấy là gì? Cái thanh giá phía sau nó bao trùm thanh giá phía trước. Như vậy thì chúng ta có một cái mô hình reaction chúng ta gọi là bearish outside bar. Bearish là thiên hướng giảm, outside là bên ngoài, ba là cái thanh giá, nghĩa là thanh giá bao trùm bên ngoài có thiên hướng giảm, hay là nếu mà chúng ta dùng mô hình nến Nhật thì nó gọi là bearish engulfing, tức là mô hình nến chìm, nhấn chìm giảm giá. Rồi như vậy thì ở đây với cái thanh giá nến thanh cặp nến chìm nhấn chìm này, hoặc là thanh giá bao trùm bên ngoài là bearish outside bar này, thì chúng ta thấy là gì? Cái lực bán đè xuống khá là mạnh ở khu vực này thì đó. Thì chúng ta thấy là gì? Với cái sức ép giảm nhìn từ khung thời gian tuần chúng ta thấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái vùng như thế này xung quanh cái vùng giá 2.000 đó. Thì cái nỗ lực trong tuần vừa rồi lên tới khoảng 1.980, hai lần chạm 1.980 là chưa tới 2.000 đã bị chặn đứng rồi. Thì trong tuần này với cái sức ép giảm giá thể hiện ở khung thời gian
tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ bán ở phía trên này, chờ bán xuống. Và cái kịch bản thứ hai mà chúng ta kỳ vọng nhưng mà đợt vừa rồi nó không kích hoạt được là nếu nó về 1.900 và nó hồi ngược trở lên thì sao, thì chúng ta xúc nó chừng sao. Đây thì chúng ta sẽ đợi nó về 1.900 đó và nó hồi lên và sau đó chúng ta sẽ quất nó xuống trở lại đó. Thì hai kịch bản của vàng trong tuần này tiếp tục là bán. Rồi kịch bản cho dầu, kịch bản cho dầu crude oil, dầu thô, thì trong tuần thứ 6 ngày 19 tháng 5 là chúng ta phân tích vào chủ nhật là ngày 21 tháng 5 đó, thì chúng ta kỳ vọng nếu mà giá lên đây chúng ta bán và giá lên đây chúng ta cũng bán thì cả hai cái kỳ vọng của chúng ta đều là bán. Và chúng ta thấy là gì, nó đã kích hoạt khá là chính xác khi ngày thứ 3, thứ 4 giá được đẩy lên trên cái vùng này, quét lên trên một chút xíu và sau đó nó drop rất mạnh về, giảm rất mạnh về đáy cũ, đó. Thì như vậy nếu mà chúng ta bán ở đây loanh quanh cái vùng này và chúng ta stop loss ở phía trên này thì rõ ràng chúng ta đã kích hoạt được một cái lệnh bán trúng đỉnh rồi. Ok, dầu thì cũng đã rất là sáng sủa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian tuần. Một thanh, nếu mình xét về cái thanh giá của tuần rồi không thì chúng ta sẽ thấy nó, chúng ta có một cái thanh giá gọi là pin 3 ha, Pinocchio 3. Đó là một thanh giá có một cái bóng dưới rất là dài và đóng cửa phía trên thì nó gọi là bullish, tức là tăng đó, bullish pin 3. Thì đây là một cái thanh giá pin 3 có thiên hướng tăng. Hay nếu chúng ta theo mô hình nến Nhật thì có một cái nhịp giảm rồi nằm dưới một cái nhịp giảm như vậy thì đây là gọi là một mô hình nến cây búa 2M ha. Thì ở đây chúng ta có một lực đẩy lên, ở đây chúng ta có lực đẩy lên, ở đây chúng ta có một cái đáy cũ. Ok, như vậy chúng ta thấy là gì? Cái lực mua ở cái vùng khoảng từ loanh quanh khoảng 67 cho tới 64 trên 6, từ 65 tới 67 này, nó đang tạo một cái support rất là tốt dành cho dầu. Ở đây đẩy lên, ở đây đẩy lên, vậy liên tục những cú đẩy lên ở đây. Và chúng ta như vậy, nếu mà chúng ta bán thì chúng ta không nên bán ở đây nữa, mà chúng ta có thể, anh em nào liều mạng thì lướt lên, còn anh em nào muốn thuận xu hướng thì canh lên trên thì mình bán xuống lại đó. Với những cái tín hiệu đảo chiều tăng giá như thế này, thấy ở đây và chúng ta thấy ở đây nữa, thì chúng ta thấy là gì, đã không nên bán đuổi phía dưới, nhất là vùng dưới 70 này, dưới 70 này đó. Rồi như vậy chúng ta thấy có sức ép mua từ bên dưới, sức ép mua từ bên dưới, và chúng ta thấy ở đây là cái vùng support rất là mạnh này đó, đúng không đó. Support một lần đẩy, hai lần đẩy, ba lần đẩy. Rồi như vậy nếu chúng ta vẫn muốn bán cho dầu thì chúng ta bán ở phía trên này thôi, chúng ta không bán đuổi ở phía dưới đáy nữa đó. Chủ đạo cho dầu vẫn là, có thể vẫn là bán ra, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ bán ở các vùng kháng cự phía trên, chúng ta không bán thấp ở phía dưới nhằm tránh cái việc là bị vướng đáy đó, gọi vướng đáy. Đặc biệt chúng ta thấy là những cái lần mà đẩy xuống dưới cái số tròn 70 nè đều bị đẩy lên rất là nhanh. Ở đây vọt xuống dưới 70 lập tức vọt lên, vọt xuống dưới 70 lập tức vọt lên. Ở đây thì lâu hơn, xuống dưới 70 chút xíu đã đi lên lại rồi mà lên tới tận tuốt lên trên luôn. Như vậy dưới 70 hiện nay đang có phe mua nó đợi rất là mạnh ở phía dưới. Và nếu chúng ta có một cú break lên phía trên này, đặc biệt lên phía trên này thì có thể nếu mà đã lên vượt lên trên cái swing high tại đây thì chúng ta sẽ có một cái pattern đảo chiều giống như là 1, 2 và 3 gì đó. Thì nếu mà lên tới đây thì chúng ta có thể, nó sẽ có thể hồi về đây và sau đó nó uptrend trở lại. Đó, uptrend trở lại, nó sẽ cấu trúc, nó sẽ có thể là như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái pattern mà chúng ta gọi là 1, 2, 3. Đó, anh em lưu ý như vậy ha. Trước tiên là bán, nhưng mà nếu mà break lên tới đây thì có thể đợi nó retest xuống để chúng ta mua vào cũng được. Rồi, đó là dầu. EURUSD thì trong giai đoạn cách đây 2 tuần thì chúng ta kỳ vọng nếu mà euro hồi lên phía trên này thì chúng ta sẽ bán xuống, còn nếu break lên cao phía trên này thì chúng ta sẽ mua lên. Và kết quả là hai cái ý tưởng giao dịch này đều không kích hoạt được, tại vì nó đã không có hồi lên phía trên này để chúng ta bán xuống đúng như kỳ vọng của chúng ta. Như vậy là không kích hoạt được. Rồi chúng ta nhìn ở khung thời gian tuần xem như thế nào nha. EURUSD có 1, 2, 3, 4, 5 tuần giảm giá liên tục. Và khác với 3 tuần trước
3 tuần giảm giá, nó có thanh giá giảm rộng trước thì cái thanh giá tuần vừa rồi của EURUSD nó tạo thành một cái mô hình nến, chúng ta gọi là mô hình nến con xoay spinning top. Spinning top như vậy nó có bóng trên và bóng dưới khá là cân đối và giá mở cửa đóng cửa khá là gần nhau. Nếu nó trùng nhau hoàn toàn thì chúng ta gọi nó là một doji, còn nếu nó gần nhau thì chúng ta gọi nó là spinning top. Thì cái tên để cho chúng ta nhớ thêm thôi, nhưng mà thực chất thì nó phản ánh một cái giống nhau, đó là có sự cân bằng giữa cung và cầu trong cái vùng giá, cái vùng giao cái tuần giao dịch vừa rồi đó. Đó, phe mua đẩy lên nhưng mà bị phe bán kéo xuống, sau đó phe bán đẩy xuống thấp hơn mà bị phe mua kéo ngược lên, và cuối cùng giá mở cửa và giá đóng cửa cận nhau, cận kề nhau, cho thấy không có phe nào chiếm ưu thế vào cuối tuần cả. Và khi chúng ta nhìn vào cái cấu trúc của EURUSD thì chúng ta thấy nó vẫn đang đi ngang, đỉnh đáy này nó chưa có một cú break ra khỏi cái vùng này, và nó đang đi ngang như thế này, đang đi ngang trong một cái giai đoạn tích lũy như thế này, và ở đây thì nó đang có một cái lực đẩy uptrend ở đây. Như vậy nếu thuận lợi thì chúng ta ở khung thời gian tuần thì chúng ta có thể mua loanh quanh cái đáy này ha, loanh quanh cái đáy này, loanh quanh cái đáy này, để với kỳ vọng là nó đi lên một nhịp nữa. Rồi, như vậy thì trong tuần vừa rồi là một sự cân bằng dành cho EURUSD nhìn từ khung thời gian tuần, và cái sức ép giảm giá ngắn hạn thì cũng đang khá là mạnh, nhưng mà tổng quan thì đi ngang. Như vậy thì chúng ta có thể buy sell gì trong tuần này cũng được, tùy theo cái khung thời gian ngày nó có cái gì đó hấp dẫn chúng ta hơn. Thì chúng ta nhìn vào khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là gì? EURUSD ở khung thời gian ngày thì nó đang có một cái cấu trúc giảm giá, tại vì với cái nhịp đẩy giảm giá ở đây thì nó đã phá vỡ một cái swing low tại đây, thì giá đang đi xuống, giá đang đi xuống. Như vậy nếu chúng ta đi theo chiều short thì chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi hơn là theo chiều long. Chiều short tức là chiều bán khống á, thì chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái kỳ vọng short tại đây, short tại đây trước là sẽ là chủ đạo trong tuần này. Rồi, nhưng mà nếu trong trường hợp giá đẩy lên phía trên cao này, thì lúc đó chúng ta thấy là cái swing high tại đây nó sẽ bị break, và lúc đó cái cấu trúc tăng giá nó sẽ hình thành ở khung thời gian này dành cho EURUSD. Lúc đó thì chúng ta sẽ đợi long, tức là sẽ đợi mua trở lại nếu mà giá nó lên trên này và nó hồi xuống retest đó, thì chúng ta sẽ chuyển sang ý tưởng là canh mua trở lại dành cho EURUSD. Rồi, GU, GBUSD thì chúng ta có hai cái kỳ vọng trong giai trong cách đây 2 tuần. Kỳ vọng thứ nhất, nếu giá giảm xuống dưới đây, giảm xuống dưới đáy này và hồi lên để retest thì chúng ta sẽ bán nó xuống đó. Và kỳ vọng thứ hai, nếu giá break lên phía trên này và hồi xuống thì chúng ta sẽ mua nó lên. Thì kết quả là giá cái kỳ vọng mà bán á, thì chúng ta thấy ở đây nó sẽ có cái trigger này, lên tới đây nó chạm ở đây nè, và đó nó bật xuống dưới đây nè ở ngày tiếp theo, nhưng mà một cú bật đó nhanh chóng bị đảo chiều ngược trở lên và kéo lên và đi lên tới đây và kéo xuống trở lại. Như vậy thì chúng ta đang có giá nằm trong vùng bán. Nếu chúng ta trigger ở đây thì có thể chúng ta đã kéo stop loss kịp thì chúng ta hòa vốn. Còn nếu chúng ta chưa kéo stop loss về vùng hòa vốn kịp thì bây giờ chúng ta đang ở trong vùng bán, chúng ta mới kích hoạt vùng bán thôi, thì cũng chưa có gì đặc biệt hết. Rồi, chúng ta sẽ nhìn khung thời gian tuần để xem có cái gì đặc biệt ở nhìn từ khung thời gian lớn hơn hay không. Thì chúng ta thấy là gì? Cái thanh giá tuần vừa rồi của GU tuy là thanh giá tăng nhưng mà nó lại đóng cửa 1/2 và có cái bóng trên dài. Như vậy tăng ở đây là tăng ở trong cái trạng thái suy yếu chứ không phải là tăng một cách mạnh mẽ. Nếu mà tăng một cách mạnh mẽ thì cái thanh giá này nó phải đóng cửa ở gần đỉnh của nó và nó phải đóng cửa ngược vượt lên phía trên của cái thanh giá trước của nó. Nhưng mà ở đây chúng ta không thấy có chuyện đó xảy ra, mà nó chỉ đóng cửa, nó quét lên và nó kéo xuống đóng cửa phía dưới cái đỉnh của thanh giá trước. Như vậy nó là một cú face break. Nếu mà chúng ta so sánh hai cái thanh giá này, nó là một cái face break, thì ở đây nó cũng vẫn thể hiện áp lực giảm. Và chúng ta nhìn qua bên trái thì chúng ta thấy cái giai đoạn tăng này cũng là thể hiện cái áp lực giảm quá trời luôn nè. Và bên trái nữa thì chúng ta thấy có cái đỉnh ở đây và giá đã vượt lên trên đỉnh này nhưng mà lại bẻ xuống trở lại. Như vậy thì cái sức ép giảm giá phía trên vẫn đang còn nha, tiềm năng vẫn đang còn có thể giảm giá dành cho GU nhìn từ khung thời gian tuần và với cái hành động giá gần đây. Rồi, chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian ngày để chúng ta xem. Khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là gì? GU ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái cấu trúc biểu đồ nó khá là nổi tiếng, một chúng ta gọi là
một cái cấu trúc biểu đồ kinh điển hoặc là gọi là một cái cấu trúc biểu đồ cơ bản, thì chúng ta gọi nó là một cái mô hình vai đầu vai. Vai đầu và vai. Đó, cái vai, cái đầu và cái vai. Thì nếu mà cái mô hình vai đầu vai này hình thành, thì nếu có một cú break xuống phía bên dưới cái vùng ngang này nối hai cái vai này, chúng ta gọi là cái vùng đường cổ đó, thì về lý thuyết phân tích kỹ thuật nó sẽ đi một đoạn giảm bằng sấp xỉ cái đầu xuống, đó là nó về đâu đó vùng 1002. Đó, vùng 1002 theo lý thuyết là như vậy. Thì như vậy trong tuần này thì với cái sự suy yếu, chúng ta có thể thấy ở đây đang retest đỉnh cũ mà hình thành vai đầu vai thì cũng hơi căng. Thì chủ đạo nó sẽ là về lý thuyết mô hình này, chúng ta sẽ bán nếu mà có một cú breakout xuống phía dưới này, break xuống phía dưới này, bán và đặt stop loss ở phía trên đầu của cái vai này. Còn nếu mà chúng ta cho là GU vẫn có thể đi lên chút xíu nữa thì chúng ta có thể chờ bán gần cái đầu cũ đi. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy giá có thể có một cú face break, nó rướng lên một chút xíu, nó quét lên phía trên này trước khi nó rảnh rỗi, nó mất cái chúng ta gọi là quét lấy thanh khoản đó, lấy thanh khoản tức là quét cho phe mua bị dừng lỗ, sau đó nó sẽ đi xuống, như vậy nó sẽ có động lực xuống mạnh mẽ hơn. Đó, như vậy thì GU đang có cái tín hiệu vai đầu vai đáng chú ý ở khung thời gian này. Rồi chúng ta nói về Bitcoin. Chúng ta nói về Bitcoin, cách đây 2 tuần chúng ta đã đưa dự đoán gì dành cho Bitcoin, đó là chúng ta dự đoán mô hình 1-2-3, nếu có một cú break lên phía trên này, đỉnh số 2 này thì sẽ có một cú tăng giá trở lên. Ngược lại nếu nó break xuống phía dưới này, break cái đỉnh đáy số 1 này thì chúng ta sẽ có một cú đi xuống. Thì kết cục là trong ngày Chủ nhật ngày 28 tháng 5 chúng ta đã có một cú break lên phía trên này, nhưng mà giá không tiếp tục đi lên phía trên mà giảm 4 ngày liên tục lại để đi xuống phía dưới. Như vậy thì tạm thời chúng ta đã bị sai ở đây. Nhưng mà nếu trigger mua ở đây mà chúng ta stop loss đây thì chúng ta vẫn chưa stop loss và chúng ta vẫn đang kỳ vọng về cái hướng tăng giá trở lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian tuần để chúng ta xem coi tình hình là như thế nào. Rồi, nỗ lực tăng giá của từ cái tuần trước so với tuần trước nữa nó tạo thành mô hình bearish outside 3, bullish outside 3 tại vì nó bao trùm thanh giá trước và nó tăng giá. Thì tuần vừa rồi nó trả lại gần hết ha, với một thanh giá giảm xuống đóng cửa ở phía dưới này, nhưng mà có một cái bóng chút bóng ở phía dưới này cho thấy vẫn có cái lực mua từ bên dưới. Như vậy thì vẫn đang đi ngang thôi. Bitcoin vẫn đang đi ngang ở khung thời gian tuần, vẫn chưa có một cái tín hiệu đặc biệt nào, và đặc biệt là cái bullish outside 3 ở đây vẫn chưa thể kích hoạt một cái động lực tăng giá ở khung thời gian này. Đó. Rồi như vậy thì cái cấu trúc đi ngang nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nhìn từ khung thời gian tuần. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ bỏ bớt những cái yếu tố kỹ thuật không cần thiết nữa. Rồi. Và chúng ta thấy một cú break ở đây nó đang đổi chiều thành một cú face break và kéo giá trở xuống. Như vậy nếu muốn giá tăng trở lại thì sao? Muốn giá tăng trở lại thì nó phải break lên phía trên này trở lại chứ sao? Đó. Đó, nếu chúng ta muốn có một cú tăng giá trở lại thì điều tiên quyết đầu tiên là Bitcoin phải vượt lên phía trên này trở lại, và sau đó chúng ta sẽ đợi mua nhịp tiếp theo. Chúng ta luôn theo một cái quy tắc gọi chúng ta gọi là play safe, chơi an toàn ha. Chúng ta không chơi mạo hiểm, vì mạo hiểm thì chỉ cần một nước cờ sai chúng ta sẽ hết tiền. Đó. Rồi đó là đây là tại vì chúng ta đang kỳ vọng nó đang đi ngang và chúng ta đợi nó một cú break đỉnh trở lại để đi lên phía trên. Ngược lại, để có một cái áp lực giảm giá trở nên rõ ràng hơn thì chúng ta cần có một cú break đáy xuống phía dưới này, đó, xuống phía dưới này, sau đó hồi lên retest thì chúng ta bán ra, chúng ta sẽ trở nên thuận xu hướng hơn. Và với cấu trúc anh em thấy gần đây đang có những cái đỉnh thấp dần thì e là cái khả năng giảm giá của chúng ta đang vượt trội hơn so với cái khả năng tăng giá. Đây chúng ta thấy là chúng ta cũng đang có cấu trúc đỉnh đáy giảm dần và chúng ta thấy có một cái kênh giá giảm ở đây rồi.
Đó. Thì nếu chúng ta coi đây là một đáy, một đỉnh và hai đỉnh và ba đỉnh giảm dần, thì nó gọi là trong phân tích kỹ thuật phương Tây nó có gọi là mô hình ba đỉnh giảm dần đó, ba đỉnh giảm dần. Thì về lý thuyết nó sẽ chờ bán ở cái cú breakout xuống ở cái đỉnh, xin lỗi cái đáy này, ba đỉnh giảm dần và có hai cái đáy thấp dần thì nó sẽ chờ breakout cái đáy này để nó bán. Đó. Thì cái cấu trúc ở đây của chúng ta thì chúng ta thấy rõ ràng là ở khung thời gian ngày thì nó thiên về giảm giá hơn. Rồi, chúng ta có ETH thì sao? ETH chúng ta phân tích là gì? Nếu có một cú break lên phía trên này thì nó sẽ thuận tiện cho việc mua vào. Thì ở đây cái kết quả của chúng ta nó break ở đây, nhưng mà thực sự là break không rõ ràng nha, tại vì cái thanh giá break này nó rất là yếu, nó đóng cửa có bóng trên và kéo ra xuống, sau đó nó hồi xuống, nó retest thì nó đi lên, nghĩa là nó cũng đã có áp lực mua, nhưng mà cái kèo này của chúng ta đã không kích hoạt tại đây, không kích hoạt tại đây. Rồi, ok, chúng ta sẽ nhìn từ khung thời gian tuần. Thời gian tuần, sau một cái bullish outside bar ở hai cái tuần trước, thì cái tuần vừa rồi nó kéo xuống và kéo ngược lên và đóng cửa phía trên này, nó cho thấy có áp lực mua. Như vậy thì cái sức mạnh tăng giá nó vẫn còn đang nhỉnh hơn một chút xíu. Như vậy ở trong ngắn hạn của chúng ta, nếu mà chúng ta đi theo hướng mua thì chúng ta vẫn vẫn thuận lợi hơn so với là hướng bán ra. Nhưng mà chúng ta lưu ý lên tới gần đỉnh phía trên này, phía trên vùng 2000 thì chúng ta lưu ý nha, là vùng 2000 này đang là tử địa ở giai đoạn gần đây. 2000 đã chặn giá tăng ở đây, chặn giá tăng ở đây và tặng giá quét lên ở đây, nên nếu mà mua thì mua tới gần 2000 thì chúng ta nhảy trước, chúng ta đợi cú break lên phía trên, lên trên khoảng hai trên này 2002 này chúng ta hãy tính tiếp, chứ còn cẩn thận kẻo tới gần 2000 nó sẽ có lực đẩy xuống nha. Rồi rồi khung thời gian, rồi khung như chúng ta vừa nói với nhau thì khung thời gian tuần chúng ta thấy vẫn có áp lực mua, và khung thời gian ngày thì sao? Thì rõ ràng ở đây chúng ta đang có, chúng ta bỏ cái mô hình 1, 2, 3 đây đi. Chúng ta đang thấy cái vùng support tại đây. Như vậy thì mua, chúng ta có thể mua ở đây. Chúng ta có thể mua ở đây. Nhưng mà nếu ETH giảm sâu xuống phía dưới này thì chúng ta cũng có thể thử mua lên thêm một lần nữa xem như thế nào. Tại vì ở khung thời gian tuần thì chúng ta vẫn còn thấy cái sức mạnh tăng giá đến từ cái mô hình bullish outside bar, cũng như là cái thanh giá tuần vừa rồi, mặc dù là thanh giá giảm nhưng mà có quét lên. Đó, thì chúng ta sẽ có hai kịch bản mua như vậy dành cho ETH trong tuần tới. Rồi cuối cùng chúng ta nói về BNB. BNB trong giai đoạn trước thì chúng ta kỳ vọng nếu mà giá giảm xuống về gần 300 chúng ta sẽ mua vào, hoặc là break lên phía trên mua vào, còn break xuống thì chúng ta sẽ bán ra. Thì cái kết quả mà chúng đợi quanh giá 300 mua vào của chúng ta đã hoàn toàn chính xác. Ở đây chúng ta thấy có một cái cú trigger ở đây, giá vào thứ 5 ngày 25 tháng 5, thứ 6 ngày 26 tháng 5 chạm vào cái vùng gần 300 này của chúng ta, và sau đó bật lên lên tới tới trên này. Đó, như vậy thì chúng ta đã thấy là cái ý tưởng mua ở đây đã bắt được đáy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian tuần để xem như thế nào. Khung thời gian tuần thì cho thấy là gì? Giá vẫn đang tiếp tục cái giai đoạn đi ngang của nó. Khi mà cái thanh giá tăng của tuần cách đây 2 tuần thì đã bị cái thanh giá giảm của tuần vừa rồi nó chặn lại nè. Đó, thì tăng bao nhiêu giảm lại bấy nhiêu. Và chúng ta nhìn vào cấu trúc thì chúng ta thấy ba cái thanh giá này nó vẫn nằm lọt vào trong cái thanh giá lớn này. Nó gọi là cái mô hình inside bar nó vẫn còn được duy trì. Và inside buy thì nó cho thấy cái sự nén giá tích lũy và có thể dẫn tới một cái bùng nổ biến động giá ở giai đoạn tới dành cho BNB. Đó, thì chúng ta đang có một cái dao động, không có một cái xu hướng cụ thể ở khung thời gian tuần, nghĩa là chúng ta sẽ tùy hỷ mà sell gì ở khung thời gian ngày cũng được, tại vì lợi thế là không rõ ràng. Nhưng mà với việc là đang gần cái đáy này ở đây thì có lẽ buy nó sẽ vẫn là chân ái, mua vào nó sẽ vẫn là chân ái hơn một chút xíu. Rồi chúng ta sẽ nhìn nha, thì chúng ta thấy là gì, chúng ta sẽ xóa bớt một số thứ không cần thiết cho nhìn cái trạng sạch hơn chút. Ở đây chúng ta thấy một giai đoạn đi ngang tích lũy dành cho ETH. Thì với cái giai đoạn đi ngang tích lũy như vậy, chúng ta thấy ở gần đây liên tục những cái thanh giá, đặc biệt là thanh giá hôm thứ bảy hôm qua nó đang rút lên trở lại, như vậy nó đang có lực mua ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy chân ái vẫn tiếp tục là vùng mua hợp lưu xung quanh vùng 300 này.
xung quanh vùng 300 này đó, với kỳ vọng là 300 vùng hợp lưu giữa vùng hỗ trợ này và vùng 300 tiếp, vùng giá số tròn 300 tiếp tục sẽ là nơi đẩy giá trở lên trong thời gian tới. Ngược lại, nếu có một cú breakout xuống tận phía dưới này thì lúc đó chúng ta thấy là gì, tình hình căng rồi đó, là lúc đó chúng ta sẽ chờ bán trở lại, và lúc này vùng giá 300 sẽ quay ra thành một cái vùng kháng cự của chúng ta đó. Break xuống đây hồi lên thì lúc đó nó sẽ là vùng kháng cự của chúng ta đó. Thì như vậy chúng ta đã review lại cái ý tưởng giao dịch chúng ta vạch ra cách đây 2 tuần dành cho từ vàng, dầu USD, Euro USD, GU, Bitcoin, ETH hay là BNB, thì hầu như không có cái chiến lược nào của chúng ta quá tệ đâu. Và những cái hành vi giá thị trên biểu đồ cũng đã giúp chúng ta phát hiện cũng như là đi theo những cái hướng kịp thời. Như vậy, và hy vọng trong tuần này thì cái phân tích này sẽ tiếp tục giúp ích cho anh em trong việc hoạch định những cái kế hoạch giao dịch phù hợp. Chúc anh em có một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Anh em cần gì cứ comment xuống bên dưới và team Trader Việt sẽ cố gắng hết sức để phục vụ anh em. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại trong tuần tới.